chẳng còn buồn thêm nữa vì chỉ trong cơn mơ có tiếng yêu tung tăng quanh tâm trí em chạy đến bên anh và anh ơi có bao giờ anh thấy cuộc đời anh thiếu em. Được nhìn thấy em cười khiến em hạnh phúc luôn là điều lẽ phải. Hay gọi nàng là Elizabeth vì em sẽ mãi là nữ hoàng của anh. Được hôn em và nói cho buổi sáng cả đời chỉ muốn được có em bên cạnh. Dù nắng mưa ngày mai có thế nào, dù cuộc đời này nhiều lần phải phong ba, nắm tay em ta cùng đi Đà Lạt trong căn nhà nhỏ chỉ còn có đôi ta. Quên đi hết tất cả mọi phiền lo, chạy đến bên anh và ôm anh em nhé. Còn thế giới ngoài kia có ra sao, nắm chặt tay anh để đó anh lo nha. Và khi ấy tiếng mưa rơi chẳng còn buồn thêm nữa vì khi trong cơn mưa có tiếng yêu tung tăng quanh tâm trí em chạy đến bên anh nè. Anh ơi có bao giờ anh thấy cuộc đời anh thiếu em. Mỗi khi cười nói bên anh có thấy yêu em hơn không. Mấy đôi mắt kia của chúng tôi. Quay một lần nữa quay lại là sàn đấu ca từ. Xin mời bạn giới thiệu ạ. Em chào chị Sao, em chào anh Huy, chào anh Quốc Khánh và chào anh Minh Dự ạ. Và xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình sàn đấu ca từ ạ. À, em là Gigi, năm nay em 22 tuổi và hiện tại em đang là YouTuber ạ. Wow. Và đây nha, giới thiệu cho hai đội trưởng biết, đây là một YouTuber rất là nổi tiếng luôn và bạn ấy có rất là nhiều clip liên tục lọt vào top trending. Nói chung là anh thấy em rất là dễ thương ha. Nhìn em giống như là ba tê vậy đó. Hả? Nhìn em ca nó được phết á. Nhưng mà nếu một miếng ba tê ngon bỏ vào ổ mì kẹp lại nhưng cái miếng thịt heo nó quá dày thì bị ngán. Về với cục nạc dâm nha. Nạc dâm. Bây giờ là cả hai đội trưởng cùng chọn bé Gigi đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng bây giờ khoan, để em bật bí nè, chọn xong nè, hai đội trưởng chọn rồi em mới bật bí nè. Là Gigi của chúng ta đó là nổi tiếng ở trên mạng xã hội với những bài nhạc chế. Nghĩa là cũng đồng nghĩa với việc là bây giờ đội trưởng nào muốn em về với đội thì hãy chế cho em một đoạn. Chế đúng không? Dạ. Mời Khánh. Hồi nãy Khánh dành nói trước thì hiện tài năng để câu về đội mình đi. Mang theo bé Sám, mang theo anh Huy, mang về Gigi để xây dựng ước mơ. Không có một cái tên nào đúng luôn á. Bé Sám, anh Huy, xong rồi dí gì không có một cái tên nào đúng. Được rồi, nói chung nè, là cũng bây có... giờ nè, tôi viết tên Sam trên chiếc xe lam, tôi viết tên Huy trên cái tivi, tôi bỏ gì gì trong cái vali, tôi kéo gì gì vào đến tim mình. Ủa?